Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình làm một cái clip để trao đổi với các bạn cái cách để làm sao chúng ta có thể là dùng các cái phần mềm dạng trí tuệ nhân tạo để có thể là tạo ra được những cái hình render phối cảnh phương án như thế này chúng ta từ những cái bản phác thảo của các bạn, từ các phương án sketch của các bạn. Thì đó là cái mình muốn giới thiệu và trao đổi các bạn ở trong cái clip này. À, với cái nền tảng này mình trao đổi các bạn thì mình trao đổi dựa trên cái nền tảng là Stable Diffusion. À, đây là một cái nền tảng mà giúp cho có thể là phát triển được các cái phương án sketch từ các cái phương án nét như này sang cái các cái phương án mà có màu sắc phối hợp vật liệu. Thì với cái nội dung ở trong cái clip này thì mình dự định mình sẽ trình bày các bạn trao đổi các bạn thành hai phần. Phần thứ nhất đó là cái giới thiệu cho các bạn cách tiếp cận nhanh chóng nhất từ phác thảo sang đến cái phương án một cách nhanh chóng và ngắn gọn nhất, đó là cái phần thứ nhất. Cái phần thứ hai thì mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt nhanh chóng để cho các bạn có thể là xem xong cái clip này thì các bạn có thể tiến hành các bạn cài đặt và các bạn trải nghiệm luôn cho nó gọi là cho nó kịp thời. Thì đó là cái nội dung thứ hai mình muốn trao đổi trong clip. Thì bây giờ bắt đầu vào trong cái nội dung chính. Thì đối với lại cái dạng phần mềm như là Stable Diffusion này thì cũng có khá là nhiều các phần mềm khác nó có chức năng tương tự. Ví dụ như là ở clip trước mình có giới thiệu các bạn về Aqua AI để render trực tiếp từ trong Revit. Nhưng mà đối với Aqua AI thì hôm trước trong cái clip trước thì các bạn cũng rất là thích, nhưng mình cũng nói rõ trong clip đó là cái mức độ mà nó tuân thủ theo đúng cái phương án của chúng ta thì nó chưa thực sự là bảo đảm. Nó vẫn có sự gọi là phát triển của riêng nó. Trong khi đó thì nếu chúng ta mà muốn nó trung thành với những cái phác thảo chúng ta nhiều hơn thì chúng ta có thể là bắt đầu với lại làm quen với lại Stable Diffusion này. Thì để làm được cái đó thì chúng ta sẽ có từ một cái phác thảo. Phác thảo thì các bạn có thể lấy từ nhiều nguồn. Các bạn ví dụ trong cái clip này thì mình có thể lấy từ cái nguồn là Revit. Ví dụ các bạn đã vẽ Revit để được cái mô hình cơ bản như thế này rồi. Ví dụ đây là một cái phương án mà một cái hồ sơ mà học viên bên mình đang học rồi viết và đang thực hành đang đang vẽ và gửi cho mình để mình kiểm tra lại xem mô hình nó có vấn đề gì không. Thì đối với một cái hồ sơ như thế này thì khi mà các bạn tạo ra được các cái góc nhìn ví dụ như thế này thì chúng ta có thể là xuất cái hình ảnh góc nhìn ra ở cái dạng là nét trắng đen. Các bạn có thể xuất ở dạng là nền đen nét trắng cũng được, chủ yếu là ở cái dạng nét. Và các bạn xuất ra hay các bạn chụp màn hình tạo ra một cái bức hình ở góc này cũng được là như thế. Sau khi mà các bạn đã chụp màn hình lại hoặc là xuất cái hình phối cảnh của bạn ra ở dạng nét thì các bạn sẽ đi khởi động cái phần mềm Stable Diffusion lên. Và cái phần mềm đó thì thông thường khi các bạn cài xong nó sẽ tạo ra một cái thư mục có tên là web UI ở trong này. Nếu tùy theo bộ cài của bạn thông thường nó sẽ nằm ở cái thư mục đây. Thì các bạn sẽ vào trong cái thư mục này và các bạn sẽ vào trong cái thư mục là Stable Diffusion và các bạn sẽ khởi chạy cái file là web UI.bat ở đây, các bạn kích đôi vào nó để cho nó chạy. Sau khi mà nó chạy khởi động đầy đủ xong thì các bạn sẽ thấy là chúng ta có một cái bảng môi trường DOT ở trong Win nó đang chạy như thế này. Thì sau khi mà nó khởi chạy xong cái file đấy thì các bạn nhìn ở trong cái bảng này nó có một cái nó có cái dòng địa chỉ để chúng ta có thể là copy chúng ta đưa đưa vào trong cái phần mềm chúng ta trong cái trình duyệt chúng ta. Đây là cái dòng dòng địa chỉ của nó sau khi nó chạy trên máy các bạn xong á thì nó có cái dòng địa chỉ này và chúng ta sẽ copy cái dòng địa chỉ này và do cái phần mềm này này nó chạy ở trên cái nền web cho nên các bạn copy vào xong thì các bạn sẽ đưa path vào trong cái tab web của bạn để các bạn có thể là khởi chạy nó. Thì sau khi các bạn đã pass vào trong cái trình duyệt web của bạn bất kỳ, ví dụ như các bạn dùng Chrome hay Firefox gì đó các bạn pass vào đây thì nó sẽ chạy ra cái giao diện của cái phần mềm. Thì đây là cái giao diện của phần mềm Stable Diffusion Checkpoint. Cái giao diện của cái phần mềm này á, sau khi các bạn khởi chạy đây á, thì để tiết kiệm cái thời gian của chúng ta trao đổi nhau cho clip cho nên là mình có đưa sẵn rồi mình chạy trước để đỡ vào thời gian chờ các bạn. Thì khi các bạn đi vào trong đây á, thì đây là cái giao diện làm việc chính của cái phần mềm. Thì trong cái giao diện này thì mình cũng giới thiệu một cách ngắn gọn cho các bạn đó là chúng ta có hai công cụ. Mới đầu chúng ta có hai công cụ là hay sử dụng nhất. Một công cụ thứ nhất đó là test to email, tức là các bạn sẽ nhập những cái câu lệnh vào. Ví dụ như mình đang nhập cái câu lệnh ở đây. Và các bạn ra được bức hình. Cái công cụ thứ hai đó là cái dạng email to email, tức là các bạn sẽ
nếu như các bạn có một cái nguồn cảm hứng nào đó, một công trình mẫu nào đó, các bạn có thể thả nó vào đây. Và ở bên dưới này các bạn, ở bên dưới cái phần mà ở bên dưới này, chúng ta đưa cái hình phác thảo ông ta vào đây thì nó sẽ hòa trộn cái, đưa cái dữ liệu của ông này vào hòa trộn với ông này theo những cái tỷ lệ nhất định thì sẽ ra được cái phương án cho các bạn. Đó là hai cái chính. Thì ở đây chúng ta sẽ bắt đầu với cái test to email. Test to email này á, thì chúng ta sẽ làm một số thứ như sau. Thứ nhất đó là cái phần về một một số cái mô tả chung mà chúng ta hay gọi là prompt. Thì trong những cái mô tả này thì các bạn sẽ mô tả những cái gì? Về mặt cơ bản thì các bạn sẽ phải mô tả về một số chi tiết chính ở trên công trình, một số cái màu sắc của bạn hướng tới. Ví dụ như ở đây mình đã mô tả sơ sơ đó là đây một công trình ở trong đô thị, gray glass là cái kính kính xám. Ở tường thì được lít với màu be với lại là những cái mà brick tile, mà cái dạng brick tile dạng nhuyễn. Rồi nếu như có lam thì lam nó ở cái dạng là màu nâu đậm. Ở đây thì cái hồ bơi thì khuất thì chẳng hạn như thế thì không có, thì mình không có xuất ở đây. Và một số thông tin về cái góc nhìn, cái độ rộng góc nhìn, một số thông tin mình mong muốn là đây là cái bức hình mang tính thực tế cao và có độ chi tiết cao, đồng thời mình mong muốn cái bầu trời nó sẽ như thế này, bóng đổ có bóng đổ rồi có những cái mà dải màu nó rộng hơn. Ở bên dưới này nó có một cái dòng lệnh, nó gọi là những điều không mong muốn, những điều không mong muốn cho các bạn. Thì ở đây các bạn không mong muốn cái gì xuất hiện ở trong cái hình của bạn thì các bạn có thể là đưa ra, ví dụ như là chúng ta không mong muốn là cái hình nó bị mờ mờ, chúng ta không mong muốn là cái bức hình của chúng ta nó ở chất lượng thấp, chúng ta không mong muốn là có những cái chữ ở trong này. Ví dụ như các bạn làm những phác thảo bằng tay, các bạn hay có thói quen là các bạn ghi chú vào trong những cái phác thảo của mình thì các bạn không muốn là nó tái tạo những cái chữ đó ở trong cái phối cảnh, nên các bạn có thể là không mong muốn test ở đây. Nếu các bạn không mong muốn một cái logo đó, dù các bạn ở đây đỡ chèn logo hay ký hiệu riêng vào thì chúng ta không mong muốn là generate cái logo vào, thì đó là những điều không mong muốn. Thì với những cái câu lệnh mà chúng ta đưa vào trong như thế thì mình có thể là tạm thời mình tóm tắt lại cái cấu trúc của nó để các bạn có thể đưa vào. Ngoài ra ví dụ như là chúng ta về cái cấu trúc của cái prompt á, thì mình có thể nói ngắn gọn là các bạn sẽ nên có 4 phần. Phần thứ nhất là các bạn mô tả công trình. Thì khi các bạn mô tả thì các bạn nhớ là để thể loại công trình của mình là cái gì, ví dụ nhà ở hay là có văn phòng hay là chung cư cao tầng vân vân. Rồi các bạn có những cái mô tả cơ bản về những cái cấu trúc và những vật liệu màu sắc chính của công trình, ví dụ như là tường màu gì, mái màu gì, vật liệu ra sao, lam nếu có là màu gì. Thế như, rồi nếu có hồ bơi, nếu có lan can này kia thì các bạn, hoặc là rèm cửa các bạn có thể mô tả vào. Và các bạn có thể cho một ít về gợi ý phong cách thiết kế, rồi các bạn muốn theo phong cách nào thì các bạn sẽ đưa vào, đặc biệt là những cái phong cách mà hiện đại một chút xíu thì nó sẽ dễ tạo ra cái gợi ý từ phần mềm nhiều hơn. Các bạn sẽ cho một số từ khóa về bối cảnh, các bạn nên có những từ khóa về cái góc nhìn, các bạn thích góc nhìn rộng hay là hẹp hay macro. Các bạn có thể là cho cái chất lượng hình ảnh thì các bạn nói rõ chất lượng hình ảnh là muốn như thế nào. Đồng thời về cái negative prompt, tức là những cái mà những cái câu lệnh không mong muốn, thì các bạn có thể là có một số cái không mong muốn về chất lượng hình ảnh, về text, về logo chẳng hạn như thế, thì các bạn nói rõ vào. Và những cái prompt này các bạn nên nêu ở dạng ngắn gọn, đủ ý chính là được. Thì đó là cái mà mình trao đổi với các bạn về cái chỗ prompt. Thì từ đó các bạn có thể tự chế ra hoặc là tự suy nghĩ cái prompt của các bạn. Đây cũng chỉ là một cái gợi ý của mình từ những cái trải nghiệm cơ bản của mình thôi. Còn các bạn trong quá trình các bạn mà nghịch và trải nghiệm cùng với phần mềm thì các bạn sẽ có những cái đúc kết riêng. Hy vọng lúc đó thì các bạn sẽ quay ngược trở lại, các bạn trao đổi chia sẻ với nhau thì những cái thao tác sử dụng nó sẽ ổn hơn. Đối với những cái thông số ở bên dưới này thì mọi người có thể là bắt đầu thì mọi người trải nghiệm từ ban đầu thì mọi người có thể chỉnh một số thông số như sau. Thứ nhất là cái sampling method kèm theo cái sampling step này á, thì ở trong cái method này nó có rất là nhiều cái method khác nhau, thì cái này thì mọi người có thể hiểu nôm na là các cái bộ dò là tính toán để bám sát theo những cái prompt đầu vào, tức là những cái câu lệnh đầu vào của các bạn. Thì khi mà các bạn chọn cái bộ nào cũng được thì mình có thể khởi đầu từ cái L ở trên đầu này, không thì các bạn có thời gian để các bạn có thể thử từng cái bộ để trải nghiệm những cái sự thay đổi khác nhau.
Cái thứ hai á, mình nghĩ là quan trọng hơn đối với lại cái việc bắt đầu của bạn, cái sampling step này, thì thông thường bắt đầu khi chúng ta khởi tạo phương án thì chúng ta sẽ bắt đầu ở trong cái mức khoảng 20. Còn nếu như các bạn tăng cái chỉ số này lên ấy, thì thời gian tính toán sẽ lâu hơn, nhưng mà cái độ mà bám sát theo những cái dữ liệu đầu vào của bạn nó sẽ bám sát và nó sẽ đưa ra những phương án mà nó tốt hơn. Nếu các bạn tăng lên 50, 80 hay là 100 gì đó thì các bạn có thể thử nha, ở trong những cái bước sau. Chiều dài, chiều rộng và chiều cao của bức hình. Nếu như các bạn muốn một lần mà tạo ra một phương án thì các bạn đánh vào đây, và các bạn muốn một lần tạo ra bốn phương án giống như là các bạn trải nghiệm ở bên Midjourney, cũng là một cái phần mềm trí tuệ nhân tạo khác, thì các bạn sẽ đánh vào đây bốn, tùy theo các bạn thích một hay là hai hay ba hay bốn, một lần ra ba bốn phương án thì bạn sẽ đánh vào đây một lần. Cái shape scale này thì bình thường là để 6 hay 7 gì đó, nếu như mà các bạn muốn mà nó để cho nó có cảm giác là nó thực tế một chút. Còn nếu như các bạn muốn nó ảo hơn, cái độ ảo của bức hình đấy, chúng ta hay dùng cái từ gọi là độ ảo của bức hình đó, nó nhìn nó siêu thực hơn một chút xíu, thì các bạn có thể tăng chỉ số lên 12, 20, 25, 30, các bạn có thể tăng lên để các bạn trải nghiệm. Còn nếu như các bạn muốn nó thông thường nhất ấy, thì các bạn có thể để con số nhỏ nhỏ như thế này. Cái chỉ số sheet này là cái độ mà random ra cái phương án, các bạn thích số bao nhiêu thì bạn nhập vào đây cũng được, tức là nó sẽ cho một cái phương án mà nó kiểu ngẫu nhiên, cái độ ngẫu nhiên ở trong cái việc tái tạo phương án. Ở bên dưới này là một cái phần mở rộng của cái phần mềm này, đây là phần control net, thì các bạn mới cài vào thì nó sẽ không có cái này đâu, mà cái này nó phải cài cái phần mở rộng của nó, chúng ta tạm hiểu là cái plugin đi. Thì cái này chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài trong phần sau. Cái plugin control net này á, thì mục đích của nó là để nó bám sát vào cái phương án, nó bám sát vào cái phương án phác thảo của chúng ta, tức là chúng ta đã có cái phương án phác thảo như thế thì chúng ta đưa cái hình ảnh vào ở trong cái phần control net này, thì nó sẽ cho chúng ta là bám sát theo cái hình phác thảo chúng ta vừa mới tạo ở bên này, tức là cái hình phác thảo nó đưa vào trong cái mục này. Thì cái độ bám sát của nó thì để nó khởi động nó lên ấy, thì các bạn dùng, các bạn nhớ phải đánh vào cái mục mà enable đây. Chúng ta sẽ đánh vào cái mục enable để kích hoạt cái này lên. Đồng thời là nếu như cả màn hình của bạn mà nó nhỏ hơn 8 8 GB thì dung lượng nó, thì các bạn có thể là đánh vào cái mục low VRAM này cho nó tính toán. Và để cho nó bám sát được cái hình của bạn thì các bạn phải dùng thêm cái bộ dò nét nữa. Thì cái này cũng là cái phần cài thêm, tức là các bạn cài thêm cái plugin này rồi thì các bạn lại phải cài thêm cái thuật toán dò nét cho nó nữa, thì nó có nhiều thuật toán. Nhưng mà những cái thuật toán mà bám theo những cái nét của kiến trúc của nội thất tốt nhất, hoặc cũng không hẳn là tốt nhất đâu, các bạn có thể gọi là nó thuận tiện cho việc bám những cái nét thẳng, nét vật thể nhiều nhất, thì các bạn có thể sử dụng cái bộ là Canny. Ở đây là mình đang dùng cái bộ Canny. Ngoài cái bộ Canny ra thì nó còn cái bộ là MLSD đó, thì các bạn có thể là trải nghiệm hai cái bộ này. Và cái bên dưới này nó có cái chỉ số là control way và starting control step và với ending. Thì quan trọng nhất, bước đầu tiên thì quan trọng nhất là hai chỉ số này. Bình thường thì nó là đi từ 0 đến 1, tức là start từ 0 và kết thúc ở 1, thì nó sẽ bám sát hoàn toàn theo cái phương án thiết kế phác thảo của bạn. Ví dụ như đây mình đã generate ra thì nó bám sát hoàn toàn theo. Và nếu như mà các bạn mà cho cái chỉ số này nó khác không, tức là 0.1, 0.2, 0.3 gì đó, thì nó càng khác ấy, thì cái phương án nó càng xa rời với phác thảo ban đầu của bạn. Tức là hai chỉ số này nó lệch đi khỏi 0 với 1 thì nó sẽ cho kết quả như thế. Thì cơ bản là như vậy. Thì sau khi các bạn chỉnh những thông số cơ bản xong thì việc cuối cùng của bạn chỉ là bấm generate. Ví dụ như ở đây mình đã bấm generate để nó ra được cái phương án như thế này, kèm theo nó sẽ bám theo những cái thông tin ban đầu. Tất nhiên là các bạn sẽ phải generate nhiều lần thì mới ra được một cái phương án mà có thể vừa ý các bạn nhất. Ví dụ như ở đây, và mỗi lần cùng một dữ liệu đầu vào như nhau thì các bạn generate ra thì sẽ cho những phương án khác nhau. Ví dụ như mình có cái phương án như thế này, đúng không? Các bạn chưa đồng ý, các bạn có thể generate cho nó chạy lại một lần nữa. Thì cái này nó chạy hoàn toàn ở trên cái cặp màn hình của bạn, nên là thời gian chạy nó cũng tương đối là nhanh, nó cũng không có lâu, chỉ có khoảng là các bạn thấy là khoảng 1-2 phút là cho ra một phương án. Thì đó là cái thao tác cơ bản và những thông số cơ bản như vậy, và ý nghĩa cơ bản của nó là như thế. Còn lại tùy thuộc vào cái việc trải nghiệm của bạn. Thì cái việc trải nghiệm của chúng ta thì nếu như các bạn muốn có phương án mà cái độ chi tiết của nó cao hơn thì các bạn có thể tăng sampling step lên. Các bạn muốn nó diễn họa gọi là ảo nhiều hơn thì các bạn sẽ tăng CFG scale lên.
Các bạn nếu muốn nó đi ra khỏi cái khuôn khổ của cái bản phác thảo tay của bạn, tự tung tự tác, có thêm một chút sáng tác nữa, thì bạn có thể thay đổi chỉ số này, nó không còn là không là một nữa, nó nhích nhích lên hoặc là nhích xuống một chút xíu. Và các bạn có thể trải nghiệm cái bộ dò nét khác nhau ở trong cái phần tool nét này, thì chúng ta sẽ có những kết quả khác nhau. Và thậm chí là nếu như các bạn không muốn thay đổi gì cả, thì các bạn cũng chỉ cần là bỏ thời gian ra, các bạn bấm generate vài lần, thì cứ mỗi lần nó sẽ lại ngẫu nhiên nó cho ra một cái cách xử lý khác. Ví dụ trong trường hợp này, không, mình có nói với lại Chrome đầu vào, mình có nói là đây là một cái nhà cá nhân, nhà tư nhân đô thị, kính xám, tường mít bởi màu be và màu nâu, rồi tường rào thì brick fence wall, và mái thì gray tile, rồi ánh sáng giữa ngày có một chút mây chẳng hạn, như thế thì sẽ ra một cái phương án đại khái như thế này. Và khi mà cái phương án này nó các bạn thấy, ví dụ như các bạn cảm thấy nó ổn, thì các bạn có thể là chuyển sang bước thứ hai, là các bạn có thể là cho nó sang cái mục thứ hai, là đưa cái dạng tab thứ hai image to image này. Lúc bây giờ cái đầu vào của cái bức hình nó là như này. Đầu clip mình có nói các bạn có một cái trường hợp khác của image to image, là cái đầu vào của nó là một cái hình khác cơ. Đó là một cái hình, một công trình của các bạn nào, một công trình hoặc là một cái idea đó các bạn thích. Còn bên dưới này, ở trong cái phần mà control net này, các bạn lại đưa cái hình phương án của bạn vào. Ví dụ đây là cái phương án phác thảo của bạn đây, và các bạn nhớ enable lên, rồi các bạn dùng cái bộ dò là can native, tất cả thông số tạm thời chúng ta có thể là để nguyên. Nếu như các bạn có thể là các bạn có thể cho cái chỉ số sampling step này nó cao lên một chút xíu, rồi chúng ta có thể là generate ra xem thử là cái phương án nó sẽ phát triển thêm. Ví dụ đây là phương án tôi muốn phát triển thêm, từ đây phát triển lên. Thì đối với lại cái những cái mà chúng ta làm với lại bên Stable Diffusion, thì cái phần những cái ví dụ mình đã làm, ví dụ như đây là một cái ví dụ liên quan đến một cái công trình, một cái ngoại thất, thì khi mà generate ra với CFG bằng 6 thì chúng ta sẽ có được những giải pháp như này. CFG bằng 8 chúng ta có những kết quả như thế này. CFG bằng 12 các bạn thấy là nó sẽ ảo hơn một chút xíu, không? CFG bằng 20 các bạn thấy là cái độ ảo của nó tăng lên rất là nhiều. Ngoài ra các bạn cũng có thể là đưa vào đây một cái trải nghiệm, ví dụ như là các bạn đưa vào phác thảo tay nội thất. Các bạn đưa vào đây, các bạn khai báo thông số ban đầu thì giống như là ban nãy mình có nói, xong rồi các bạn có thể là thêm một cái từ khóa nào đó, thay đổi về phong cách thiết kế, style thiết kế sẽ generate ra những phương án khác. Đây là một lần generate ra 4 cái nha. Sau đó các bạn lại đưa vào trong cái image to image, và các bạn có thể là tăng thêm cái chỉ số lượng sampling step lên 50, thì chúng ta có thể là ra được cái phương án nó khác, phương án nó khác, đồng thời làm chi tiết hơn. Thì trong này mình có nói là trong cái ví dụ mình có nói là để trong cái phương án phác thảo tay có những cái nét vẽ này trên tường thì nó cũng generate ra thành đĩa tường chi tiết luôn như thế này. Thì đây là cái mà mình vừa mới giới thiệu cơ bản các bạn về những thông số như bên này. Và ở bên này thì nó cũng từ cái phương án này, từ phương án này khi mà phát triển lên với sampling nó cao hơn thì nó sẽ generate ra tương đối chi tiết hơn về màu sắc cũng như về mảng miếng vật liệu. Các bạn bỏ thời gian ra, các bạn cho thêm một số cái gợi ý cho nó, các bạn có thể tăng sampling lên, rồi các bạn có thể là tăng hay giảm CFG scale lên chẳng hạn như thế. Các bạn cho thêm một số cái thông tin nữa thì các bạn sẽ có được cái bức hình. Và đối với bức hình này thì các bạn muốn lưu về thì các bạn chỉ việc là save email hoặc bấm vào đây là các bạn sẽ lưu hình về máy của bạn để các bạn sử dụng tiếp đó, công việc khác. Thì đó là cái cách chúng ta dùng Stable Diffusion để chúng ta xây dựng cái phương án gợi ý. Đôi khi các bạn muốn là xây dựng phương án phối màu, phương án phối vật liệu chẳng hạn như thế, thì các bạn có thể là trải nghiệm thử cái này, và nó còn làm được nhiều thứ hơn thế này nữa. Thì đó là cái phần thứ nhất của clip, là nói về các cái thông số cơ bản thôi nha các bạn, còn tùy thuộc các bạn, nó cũng phức tạp lắm, thông số của nó đi vào đây cũng phức tạp lắm, nhưng mà cơ bản để chạy được những cái phối cảnh như thế này hoặc như thế này thì nó là như thế. Còn cái phần thứ hai là đến cái phần cài thì chúng ta sẽ cần 3 thứ đối với lại cái để chạy ra được những cái phương án theo cái kiểu kiến trúc này, thì chúng ta sẽ cần phải có tối thiểu là 3 thứ. Thì cái thứ nhất là chúng ta cần là Stable Diffusion, chúng ta sẽ cài vào. Thì đối với Stable Diffusion ấy, thì nó có rất là nhiều cái bộ cài khác nhau ở trên Internet, thì các bạn cài bộ nào cũng được. Hoặc là các bạn có thể sử dụng luôn cái bộ cài dạng tự động của A111.
web.ui auto installer này. Thì cái file này dễ kiếm lắm, vì đây là cái phần mềm free hoàn toàn, mã nguồn mở, cho nên là các bạn không lo vấn đề vì khó kiếm đâu. Các bạn chỉ cần lấy cái tên này và các bạn search lên Google thì có rất là nhiều link cho phép các bạn download được cái này nhé. Sau khi các bạn tải về xong, các bạn bấm đôi vào, kích đôi vào để cài. Thì khi mà các bạn đã cài xong rồi á, thì nó sẽ, khi mà các bạn nó cài xong rồi thì nó sẽ có một cái thư mục ở trong ổ C như này, và các bạn vào trong này, các bạn sẽ có cái một cái thư mục như này, và nó có cái biểu tượng này webui.pin2touchpad này, đây là cái thư mục. Một số trường hợp thì các bạn cài xong rồi nó nhảy vào trong cái phần mà user và cái tên máy tính của bạn, và vào trong cái phần document nào, cái thư mục mà A11 nha. Thì các bạn cũng có quyền là cài xong rồi thì các bạn có thể là cất nó ra ngoài này, cất ở ổ C, tại vì các bạn phải bỏ ra ngoài ổ C thôi, tại vì khi chúng ta cài cái phần mở rộng vào á, thì cái đường dẫn của thư mục nó dài lắm, nó sẽ Windows nó sẽ báo là đường dẫn dài quá nó không chịu đâu. Thì các bạn cài đây xong thì các bạn sẽ có cái này. Các bạn có cái này thì các bạn chạy nó lên, và các bạn chạy nó lên xong các bạn bấm lên, bấm chạy nó lần đầu tiên. Còn nếu như các bạn không chạy nó từ đây cũng được, các bạn có thể vào thẳng cái thư mục này. Vào thẳng thư mục này xong rồi các bạn vào thẳng thư mục này xong rồi các bạn chạy cái file là web ui.bat.bat như trong cái phần đầu clip mình nói các bạn, và chờ nó trong cái lần đầu tiên mà nó chạy lên tự động nó cài một số cái module dữ liệu của nó vào nữa thì nó mới chạy được cái stable diffusion này. Nhưng mà trong cái lần chạy đầu tiên đó thì khi các bạn chạy được đến đây nó chưa có cái control net này đâu. Thì đối với lại control net, cái thành phần thứ hai các bạn cần là cái control net. Thì cái control net này á thì các bạn sẽ cài từ cái link trang web này. Các bạn chỉ cần lên, các bạn search là control net stable diffusion thì nó sẽ ra cái trang này, đây là cái trang github.com liasvio control net nha. Và khi các bạn vào trong cái trang này á thì đây là cái phần mà trong giao diện của nó, thì các bạn sẽ vào bấm vào cái code này thì nó sẽ có hai trường hợp. Một trường hợp là nó có cái đường link này, và một cái trường hợp là các bạn download file zip này. Nếu như các bạn cài theo kiểu đường link ấy, thì các bạn có thể copy cái đường link này, sau đó thì các bạn sẽ vào trong cái giao diện stable diffusion của bạn. Đây, các bạn tìm đến cái, bấm qua cái tab extension nhé, các bạn vào trong cái install from url, sau đó các bạn sẽ pass cái đường link vừa rồi vào đây và các bạn bấm install. Sau khi các bạn bấm install xong á thì các bạn sẽ qua cái tab install của cái mục extension này, các bạn bấm là apply và restart UI thì nó sẽ cập nhật thêm cái control net vào cho các bạn, và nó sẽ có cái này. Đây là trường hợp mà các bạn cài bằng đường link. Cái trường hợp thứ hai đó là các bạn mà download zip về thì các bạn sẽ giải nén file zip, thì các bạn sẽ được một cái thư mục tên là sdwebui.controlnet. Các bạn sẽ copy nó vào trong cái đường dẫn này, tức là từ cái thư mục này các bạn sẽ copy đi vào trong cái thư mục này. Vào thư mục này các bạn vào thư mục extension và các bạn copy thẳng cái thư mục nó vô đây là được. Nó là nằm ở chỗ này đây các bạn. Đây các bạn vào trong này, và các bạn vào trong cái mục extension đó, thì các bạn copy thẳng cái thư mục vừa giải nén vô đây là xong. Thì các bạn khởi chạy lại cái stable diffusion thì nó sẽ cập nhật vào nó có. Thì trong cái control net này á thì các bạn cài vào thì nó lại còn thêm một cái gói nữa, đó là cái gói model để xử lý các dữ liệu này. Thì trong cái gói model này á thì nó có rất là nhiều thứ, rất là nhiều model ở trong này, nó có nhiều thứ. Thì ở đây mình có ưu tiên khuyến nghị các bạn là cài trước hai cái, đó là Kenny với MLSD, là hai cái bộ dò nét mà phù hợp cho những cái phân thảm kiến trúc. Ngoài ra các bạn có thời gian thì các bạn có thể là tải hết tất cả này về, ví dụ như là các bạn có những cái bộ xử lý về độ sâu của bức ảnh này kia, thì mỗi cái file này nó lên tới 5 GB, 5 mấy GB, các bạn download về. Cái đường link của nó thì nó như thế này. Đó, các bạn sẽ lấy cái đường link này về, sau khi các bạn download về xong ấy, các bạn sẽ copy vào trong cái thư mục theo cái đường dẫn sau, stable diffusion web UI extension, và chúng ta sẽ vào trong cái SD web UI control net này, và chúng ta sẽ vào trong thư mục model và chúng ta sẽ copy nó, đó là cái này. Thì nó là cái trong cái thư mục này, và nó sẽ copy vào trong cái phần model. Đó, các bạn copy nó vào đây, cái file 5 GB này. Thì đây là cái mà nó sẽ copy vào. Thì đó là cái xong cái phần của cái phần thứ hai là control net. Thì bản chất của cái control net là cái plugin để giúp cho cái phần mềm stable diffusion nó bám theo cái nét vẽ của bạn. Đó là cái thứ hai nha.
Cái thứ ba đó là cái gọi là Stable Diffusion Checkpoint, đó là cái thông tin nó nằm ở trên cái đầu này các bạn, nằm trên đầu này, cái checkpoint này là ở trên này. Cái checkpoint này thì nó có rất là nhiều thứ, mỗi người làm về lĩnh vực khác nhau thì sẽ có những cái checkpoint khác nhau. Các bạn làm về anime, về thiết kế logo, những cái checkpoint khác. Còn chúng ta muốn quan tâm đến trải nghiệm về kiến trúc nội thất, ngoại thất thì chúng ta có thể bắt đầu với hai cái checkpoint này, đó là Exterior DVA, Exterior và DVA Interior. Thì cái này á, thì các bạn có thể tìm thấy ở trong cái trang là cvsa.com, và các bạn vào đây các bạn search DVA thì nó sẽ có. Ở đây nó sẽ có hai cái, DVA Exterior là một cái file riêng 2GB và DVA Interior là một file riêng 2GB. Các bạn download cả hai cái này về và copy vào đúng cái đường dẫn này, Models và Stable Diffusion, các bạn copy đúng vào cái đường dẫn này thì nó sẽ khởi động lại cái, không cũng không cần phải khởi động lại đâu, mà các bạn copy xong rồi thì các bạn bấm refresh đây thì nó sẽ ra và chúng ta sẽ làm ngoại thất chúng ta sẽ chọn Exterior và làm nội thất chúng ta sẽ chọn Interior. Cái này về mặt bản chất thì nếu như các bạn muốn biết là cái gì ấy, thì mình nghĩ là cái ví dụ này thì sẽ cho các bạn dễ hiểu nhất này. Các bạn đang thuê một cái người để diễn họa cái bức hình này, thì nếu như các bạn không có xài những cái bộ này ấy, thì để cái máy tự chạy thì giống như là một người chưa biết gì về diễn họa để đi diễn họa cái hình này. Còn nếu như các bạn muốn thuê một người chuyên nghiệp có kỹ năng ổn định thì các bạn đây là cái người các bạn thuê về, nó tên là DVA Exterior, nó tên là DVA Interior, thì nó sẽ có kỹ năng tốt hơn về mặt diễn họa. Đây là những cái tệp tin mà cộng đồng CVAE người ta chia sẻ. Theo thời gian thì những cái này cũng sẽ tiến hóa nữa, thì nó tiến hóa càng cao thì tay nghề diễn họa của nó càng cao, nó càng hiểu ý của bạn cao hơn. Thì đó là chức năng của cái ông checkpoint này. Thì đó là cái sau khi các bạn đủ ba thành phần Stable Diffusion Control Net và Diffusion Checkpoint này, thì các bạn làm tất cả những thứ khởi đầu như là mình đã trao đổi trong clip, thì sẽ có những cái trải nghiệm nó mình nghĩ là thú vị đối với lại cái nền tảng này nha. Và cái nền tảng này thì hoàn toàn free, cho nên là các bạn không lo về cái câu chuyện là nó bị giới hạn bao nhiêu lần, nó bị giới hạn về thời gian, nó bị bản quyền hay sao nha. Trước mắt này nó vẫn còn free, mã nguồn mở cho mọi người đều dùng và đều đóng góp vào. Thì cái này là cái mình muốn giới thiệu với các bạn để các bạn có thể có cái phương tiện để các bạn trải nghiệm. Ở trong những cái clip sau thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách cài và sử dụng nó ở trên nền tảng web chứ không dính dáng đến cái hình máy tính. Tại vì cái phương án mà cài lên trên máy tính như thế này thì mình cũng khuyến cáo luôn, đó là những cái máy mà có card màn hình mạnh ở đây thì khoảng từ 6GB, 8GB trở lên, thì các bạn cài vào các bạn sẽ có trải nghiệm tốt. Còn nếu như cầm hình của bạn là yếu thì các bạn trải nghiệm nó rất là chậm hoặc là thậm chí là không trải nghiệm được. Thì trong trường hợp mà những cái máy nó yếu, máy cũ, thì trong những cái nội dung sau, những clip sau mình sẽ chia sẻ và hướng dẫn cái cách các bạn cài để các bạn sử dụng cái máy ở trên mạng của Google để có thể là chạy những cái phương án, đề xuất những phương án của mình, có những cái trải nghiệm thú vị với Stable Diffusion cũng như các bạn khác. Clip này thì xin phép kết thúc ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những cái chia sẻ sau. Hy vọng những cái nội dung này sẽ gây hứng thú cho các bạn trong cái công việc, đồng thời sẽ giúp ích cho các bạn ít nhiều trong công việc. Ví dụ như chúng ta vẽ xong, chúng ta đưa qua bên Stable Diffusion để có những cái gợi ý về những cái phương án xử lý màu sắc, thậm chí là hình khối nếu như các bạn thích và có thời gian. Thì mình xin phép kết thúc ở đây nhé. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy bấm like, chia sẻ và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.